Núp mình lòi cái giò ra. Đây 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 đây, máy bay đâu? Một chiếc. Rồi hai chiếc. Chiếc thứ ba. Ôi nó bay nhanh quá. Yeah. Hạ được 3 chiếc rồi. Hello, chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của Battlefield Việt Nam. Ý lộn, Battlefield phần 5. Lộn, này không phải Battlefield Việt Nam nha các bạn. Thì đây là cái nhiệm vụ tiếp theo ha. Và trong cái tập này mọi chuyện sẽ nghiêm túc hơn, chứ không có còn cái nền nhạc du dương giống như hồi tập trước đâu nha các bạn. Rồi, bắt đầu xem phim nha. Xem phim một chút thì chúng ta sẽ được bắn nhau thôi. Thanh niên nào đây? Bị ai bắt vậy ta? Mấy ông sĩ quan đó nhìn người Đức hả? Chắc lính Đức. Mày có phải là Billy Bridger không? Rồi nó buộc tội ông này, thằng này là ăn cướp rồi đặt mìn giết người đúng lá chứ. Oh yes you did. Because you're Billy Bridger. You are the son of big bad horrible Arthur Bridger. I'm Arthur fucking Bridger. Give me the fucking money. Chọc người ta nó kìa, trời ơi ông này. So how comes you didn't get sent down with you then? Started all them troubles from your own. Oh yeah. I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're gonna fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's got to be better than being in there. We'll be fine. What sort of unit? Tell me, Bridger. Do you like the seaside? Hình như là thằng này nó bị bắt. Nó là thằng này là bị bắt kiểu như tội phạm đó các bạn. Nhưng mà thằng này nó có cái tài gì đó, cho nên là mấy ông sĩ quan này mới tuyển nó vô cho nó làm nhiệm vụ để chuộc tội đó. Theo như mình nghĩ là vậy đó các bạn. Tại thằng này nó là kiểu như nó có khả năng đặt mìn gì đó. Rồi, chúng ta đã đổ bộ lên một cái đảo các bạn. Under No Flag. Sick, will ya? I can barely move without spilling over. What do you want me to do? Rồi, lên thôi. Sao không cho tôi chạy nhanh vậy cho anh ta? Đi chậm gì vậy? Chậm như con rùa vậy đó. Rồi, tới nơi. Đây là căn cứ của Đức nè. Let's take a look around and survey the area. Sau khi chúng ta đi một cái đoạn leo núi khá là nhảm nhí. Leo núi kiểu như nó cho mình hướng dẫn mình cách chơi vậy đó các bạn. Got some jerrys over here. Ok. I see some barrels over there. Đã thấy được đối phương. Đây, không một thằng nữa. Rồi, xuống thôi. Cái gì vậy? Sao đứng yên chỗ vậy? Nó bắt mình phải soi các bạn. Soi từng phần của cái căn cứ. Rồi. Ok, mấy cục mìn. Glory. There ain't no fucking glory, son.
Now listen to me, carefully. I'm going to put my bombs on those planes over there, and you are going to put yours on them there. Yeah, right, right. Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. No time to waste, son. Rồi. Down you go. Đi. Mình phải lẻn vô trong đó một mình để đặt mìn phá mấy cái căn cứ đó. You horrible bastard, Mason. Fuck this for a game of soldiers. Rồi, đây súng gì đây? Oh. Nice. Súng giảm thanh các bạn. Mình biết cái này rồi, cái này mạnh lắm. Dieter, wer übernimmt denn nachher für mich? Mày hả? Peter hả? Peter cái gì mà Peter? Cái này là mấy cái xe tăng, mấy cái máy bay bị hư nè, bị bắn cháy nè, nó gom lại đây thành một đống vậy đó, như bãi phế liệu vậy các bạn. Ok. Mày nè. Giảm thanh nha, cho nên là nó không nghe đâu. Phá cái này. MB40. Tôi không cần đâu, tôi có cây khác rồi. Mình sẽ đâm lén thằng này. Xung quanh không có đứa nào. Nó có la không ta? Không. Đứng ngay sau lưng rồi đó mà bấm nút đâm rồi đó các bạn. Nhưng mà nó... nó sao đâu. Làm chút xíu bị phát hiện. Khẩu này là shotgun nè các bạn. Thôi. Mình đang làm nhiệm vụ này không có cần tới shotgun. Lâm đạn. Ủa nó kêu mình làm gì ta? Đi qua đây à? Còn có thằng lính canh nào không? Cái này là nhiệm vụ bí mật mà. Đâu có làm ẩu được các bạn. Nhớ đây có thằng người ta. Đây. Ê. Thôi đi đi đi, không đứng đó được. Đứng đó nó thấy à. Né liền. Lên đây. Nó thấy mình chút xíu rồi đó. Cái gì đây? Ok. Cái này gì? Ồ, một lá thư. Cái này là một trong những cái món đồ trên Gurgurk khắp nơi trên bản đồ các bạn. Chúng ta lượm được hết là chúng ta sẽ được cái gì mình cũng không biết nữa. Ồ, nó qua đây kiểm tra rồi. Qua đó kiểm tra thì mình sẽ xử thằng này. Má hồi chút xíu nữa nó la lên rồi đó. Rồi, lấy đạn. FG42, trời cái súng nó ngon đó. Ở trên có hai thằng thì không biết xử sao nè. Đứng kế bên nhau luôn các bạn. Đây nè. Ồ, thằng kia nó đi rồi. Bình tĩnh, tự tin. Oh shit. Rồi đánh động tụi nó rồi các bạn ơi. Không các bạn, không 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 không. Không có ai nghe được hết á. Oh, K98. K98 giảm thanh. Rồi lụm luôn.
bà nội nữa. Một thằng súng ngắm ở đây. Đứng đái bậy. Súng này mà bắn xa, hai viên mới chết kìa. Phải thật. Cái súng hồi nãy của mình bắn một viên là chết đó các bạn. Ủa có ai đây không vậy? Tối hù à, không thấy gì hết trơn. Súng gì đây? MG 40 34. Wow. Súng gì bằng đạn tròn bự luôn á các bạn ơi. Không biết nên đổi nào. Súng máy không phù hợp đâu các bạn, nó nặng lắm. Với bắn phải nằm xuống. Phải bắn. Các bạn phải nằm á, bắn mới chính xác. Còn các bạn mà đứng á, bắn không có chính xác. Ngộ vậy đó, súng máy nó vậy đó. Không có phù hợp cho cái nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này cần mình phải chạy nhảy các bạn, chứ không có được nằm. Đó, mình phải soi nha. Soi mấy thằng lính trong căn cứ này hết. Trời đất ơi. Chút xíu bị phát hiện rồi, thấy không? Cái gì vậy? Cái gì á? Ý các bạn ơi, bị lỗi các bạn ơi. Bấm F không được luôn. Lỗi cái súng ra cũng không được luôn các bạn. Ngộ vậy. Hồi nãy mình tính đâm sau lưng nó nhưng mà kỳ quá. Tức ghê á. Hồi nãy mình bấm lôi súng hay là đâm gì cũng không được chứ. Nó không có tác dụng gì luôn. Trời ơi, giờ gì còn mắc cái súng kia luôn. Mắc cái súng ngắm rồi. Là hả con? Oh my god, 4 thằng luôn các bạn. Nó đi theo nhóm như vậy làm sao mình làm ăn được. Phải đi riêng lẻ để tôi còn giết lén được chứ. Ow. Wow. Lén lút như vậy là không được nha không. Mấy thằng lính nó chạy bộ vòng quanh đây luôn á. Chắc mình phải ném đủ đạn quá. Có đứa nào ở ngoài không? Kìa. Đó. Mình vô được tới đây là hay rồi đó. Rồi lấy được thêm khẩu này nữa. Súng gì đây? Mấy khẩu súng của Đức. Thôi, ngắm này không chịu đâu. Bò. Phá cái này mới được. Chuông báo động nè. Gì kỳ á? What? Cầm súng bắn mà cũng không cho luôn. What the hell man? Giờ bọn này tính sao đây? Bỏ qua tụi nó đi. Không nên đánh động tụi nó. Mình lén vô mình đặt mìn thôi. Cái gì? Cửa này không mở được.
Giờ bắn luôn rồi, không có đâm nữa. Nhiều khi mình muốn đâm mà đâm không được các bạn. Ngoài này có đứa nào nữa không? Rồi hết rồi. Ồ. Oh. Quá. Thằng đó nó trâu dữ vậy ta. Bắn nó mấy viên luôn á mà nó không chết á. Thằng nào la dữ vậy ta? Lỡ bị phát hiện rồi thì chiến luôn thôi anh em ơi. Rồi đặt mìn nha. Cái gì vậy? Phá hủy chiếc máy bay của nó. Giọt lẹ. Ê, đi ra hướng này. Nổ. Quá đẹp. Your bombs almost killed me. Yeah, that's because my bombs went off. What about yours? Well, go. Ủa, cái máy đây, bài đó mình đặt mìn rồi mà. Nổ chưa? Jesus Christ, Bridget, did you plant your bombs or not? Wait for it. Đông. I'm telling you now, these special explosives of yours, they better be really fucking special. Wait for it. Nổ nè. What the hell? Oh, sweet Jesus. Sweet Jesus. Rồi, trái bom trên... Thằng quỷ này nó gài bom kiểu gì các bạn? Chứ bom không có dính. Gớt xuống dưới hết kìa. Đúng là một cái thằng ăn hại. Oh shit. Tại vì còn bị nó bắn nữa chứ. Oh no, tụi nó tới kìa anh em ơi. Vừa phải bắn tụi này vừa phải đối phó với chiếc máy bay nữa. Nấp mà lòi cái giò ra. Mày bị ngu à? Chạy. Mình phải chạy tới cái chỗ súng phòng không các bạn ấy á. Nó quăng mìn. Mình phải hạ ba chiếc máy bay đó đó. Súng bình thường bắn không được đâu. Trên núi kìa, trên núi có. Ây da, ôi. Oh shit. Ow. Trên núi có súng phòng không các bạn, lên nó lấy. Đây rồi. Đây, máy bay đâu? Một chiếc. Rồi, hai chiếc. Chiếc thứ ba. Ồ, nó bay nhanh quá. Yeah. Hạ được 3 chiếc rồi. Làm gì nữa? Ủa vậy thôi đó hả? Đơn giản vậy thôi sao? Mình tưởng là phải đánh nhau dữ lắm chứ. You're the one that's gonna go himself shop full of holes in shaft. Yeah, because of you, you tit. Listen, I was sitting pretty in prison, mate. I was not bothering nobody and not getting shot at you. You come along. This is your fucking fault. Listen to me. You took the fucking deal. You want to start paying it off your end?
then you need to fucking liven yourself up, boy. Do you understand me? Halt! Miss Idea! Oh no. Rồi, lấy xe của con nhỏ luôn. Kìa, thằng đó bị bắt luôn kìa. Hình như thằng đó bị bắt trong, nhốt trong chiếc xe. Cái mùi xe, cái cốp xe các bạn. Rồi, vậy là xong một tập của chúng ta đó nha. Just like you did all those banks, remember? Yeah. Yeah. Okay, done, no bother. You all right? Yeah, of course I am. Listen. Take this. This goes bang on everything. Right. I'll get down there, finish it up. Get you some help. I'm holding you to that deal. Yeah, just do the job and we'll see. I'm gonna have a little kip in this shithole. Don't stand there staring at me. Move. Go. On my own then. Three places to go. Let's get rid of all these lovely supplies, shall we? Might have what old Mason needs in there. Need to shut down those radar stations. Okay. Có lẽ là mình sẽ tạm dừng video tại đây các bạn ơi. Hẹn các bạn vào cái tập tiếp theo nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha các bạn.